Chào mọi người, xin chào tất cả mọi người nha. Video này hướng dẫn cho tất cả các bạn điện form để rút cái token 2.1 token Hero này bằng 20x trở lý sàn chất quáp các bạn. Vào ngày 24 tháng 10 mình gửi các bạn đến một cái video nên cũng có một số anh em làm theo mình các bạn. Ủng hộ mình cũng cảm ơn tất cả anh em. Video này mình sẽ hướng dẫn cho anh em điện form để rút token về cho tất cả anh em. Đây thì trên cộng đồng group nó thì nó có một cái thông báo như gì đó anh em. Link form này nó có hiệu lực là trong vòng 24 tiếng đồng hồ người ta các anh em. Anh em gặp cái video này nên vào rút tiền liền người ta các anh em. Khoan để mình dịch ra cho tất cả anh em hiểu chút xíu. Thôi mình cũng không cần dịch cho tất cả anh em ơi. Anh em dòng đầu tiên thì tất cả anh em nào điền cái username Telegram của tất cả anh em trước á. Anh em bấm vào điền vào người ta các anh em. Anh 1133 nè. Rồi anh em tiếp tục là UCNM theo word của tất cả anh em nè. Anh em nào không nhớ thì nhấp vào đường link thứ hai con bot mình nó sẽ hiện cho tất cả anh em. Còn MMO Ngọc Anh nè. Rồi anh em cũng tiếp tục điền cái địa chỉ dưới cho link tất cả anh em trước kia đã khai báo cho tất cả anh em. Tất cả các bạn nào không nhớ thì có thể lướt cho phần điện thứ hai của mình thì thông tin địa chỉ thì nó còn y tin chỗ đó đây nha các bạn. Rồi các bạn copy send gì mình nhớ rồi nha các bạn. Rồi copy nè. Rồi các bạn trả lời một cái link form nữa. Rồi cái dòng thứ ba là send you balance thì các bạn lướt phần link thứ hai của mình cái link bot đó. Link bot dự án là mod sao ai góp bot nè. Thì các bạn bấm vào một reset nha tất cả các bạn. Phan các bạn chờ một chút xíu nha tất cả các bạn. Rồi mình bấm reset nó không lock gì thì các bạn cứ chụp màn hình y gan các bạn. Balance up 6 thôi. Phan các bạn. Rồi các bạn chụp màn hình lên các bạn. Rồi sau khi các bạn chụp màn hình lại các bạn gọi lên cho bot để nó phân phối token cho mình các bạn. Nếu cái màn hình rồi bạn thêm vào nè. Rồi bạn tải lên cho nó một ảnh cho màn hình các bạn. Nếu mà nó yêu cầu cái ảnh dung lượng của bạn bự quá thì lớn quá thì không thể các bạn bấm tải lên nè. Nếu cái mục này nó dung lượng các bạn bự quá thì các bạn lớn quá thì các bạn tải lên Zalo các bạn post về nha các bạn. Rồi send rồi các bạn đây thì mình dịch cho nè. Đây mình dịch cái tiếng Việt cho tất cả các bạn hiểu tức tờ. Sao không dịch ra được chứ. Rồi các bạn, nó đây ai góp chúng tôi sẽ phân phối sau nha tất cả các bạn. Gì tìm mẫu. Rồi các bạn chỉ bị bấm gỡ thôi. Rồi các bạn cứ yên tâm nha các bạn, dự án này mình chắc đảm bảo khoảng 90-99% token nó sẽ về nha các bạn. Vậy video mình đến đây kết thúc, chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.